kính chào quý vị khán giả của Audio Hà Nội TV. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục khám phá các thiết bị audio high-end. Và tôi là Nguyễn Trọng Đại, chuyên viên kỹ thuật của Audio Hà Nội. Sản phẩm hôm nay mà tôi cùng quý vị muốn khám phá đó là sản phẩm Audio Fly Model 3S, nằm trong giải sản phẩm 3S của Audio Fly đến từ Italia. Thưa quý vị, đây là một âm ly tích hợp, tức là Integrated Amplifier. Nó có công suất đầu ra ở 8 ohm là 100W, ở 4 ohm là 160W. Nó có độ lợi là 26 lần và đáp ứng tần số của nó là từ 1 Hz cho tới 450 kHz. Nó có tỷ số tín hiệu trên tạp âm là 95 dB. Nó có trở kháng đầu vào của RCA là 51 kΩ và trở kháng đầu vào đối với lại đầu vào cân bằng, tức là ba lăng ấy, thì sẽ là 30 kΩ. Nó có tổng trọng lượng là 16,5 cân. Thế thì cái âm ly Integrated này ấy, nó có những cái điểm nhấn mà hãng công bố như sau. Thứ nhất là nó dùng cái biến áp nguồn chính để cấp cho phần công suất đầu ra là 576W, là biến áp hình xuyến Toeran. Nó có một cái biến áp hình xuyến nữa để cung cấp riêng cho mạch logic, tức là mạch điều khiển, kiểm soát. Nó có điều khiển từ xa và phía mặt trước máy được thiết kế bằng một tấm nhôm foam, nhôm phay rất dày, có chiều dày là 10mm. Và nó có các hàng phím bấm, quý vị như nhìn thấy trên đây, để chọn các tính năng bằng phím kim loại, cho nên là cái cảm giác chạm vào phím rất là vững chãi. Và bên đây là chúng ta nhìn thấy một volume, và dùng volume này là nó có cái núm rất là to và nặng, cho nên khi quý vị điều chỉnh bằng tay ấy, có cái cảm giác trọng lượng rất là rõ rệt. Và dùng chiếc áp ALPS Blue. Thêm nữa, một điểm nhấn nữa là phần tụ lọc nguồn cho phần công suất thì nó sử dụng đến 72.000 microfarad, và cho phần tiền quỹ đại nó sử dụng lên đến là thưa quý vị, là ở cái phần tiền quỹ đại như hãng công bố là sử dụng tụ lọc nguồn lên đến 13.200 microfarad. Đó là một số điểm nhấn. Cái âm ly Integrated Model 3S của Audio Fly này có 4 ngõ vào RCA, 1 ngõ vào là ba lăng. Và đầu ra ấy, thì nó có là một cái đường dành cho ghi âm vào băng cassette. Một đường nữa là để kết hợp cùng với lại những power arm khác của Audio Fly hoặc các power arm khác, để chúng ta sử dụng volume đằng trước biến cái Integrated này thành một cái preamp, mục đích là để cho quý vị thiết kế và kết nối được nhiều các thiết bị khác nhau của mình. Đầu ra sẽ dùng hai cặp loa cho kênh cặp cọc loa dành cho kênh trái và kênh phải. Và thưa quý vị, thì mặt sau của máy cũng như mặt trước của máy đều được thiết kế rất là vững chắc, và các rắc này đều được mạ vàng cho cái việc là truyền dẫn tín hiệu được tốt nhất, tiếp xúc được tốt nhất, không được lỏng lẻo. Thì đó là một số điểm nhấn của cái âm ly Integrated Model 3S này của Audio Fly. Cũng giống như các video trước, chuyên mục chúng ta là khám phá các thiết bị, linh kiện, những linh kiện và cái cách thiết kế để làm nên cái sản phẩm này của hãng Audio Fly. Thưa quý vị, tôi đã mở cái máy này ra. Và đây, từ phần nguồn vào, chúng ta thấy có một bo nguồn dành để cho điều khiển standby và một cái biến áp nguồn nhỏ, biến áp xuyến. Thì chúng ta thấy đây là cái biến áp mà để dành cho mạch điều khiển logic, tức là vi xử lý sẽ
điều khiển các chức năng, lựa chọn chức năng đầu vào cũng như là volume điều khiển từ xa, tất cả chức năng logic thì sẽ được điều khiển, được dùng nguồn từ cái biến áp này. Bên cạnh đây là ta nhìn thấy một biến áp nguồn của hãng Teddy Italia, biến áp nguồn hình xuyến và có công suất là 576W để cung cấp cho phần khuếch đại công suất đầu ra. Tất cả các dây từ biến áp nguồn nối với mạch đều được sử dụng dây rất là to và chắc chắn, cũng như là được bó rất là gọn gàng. Liên lạc giữa bo điều khiển với lại phần công suất là bằng một flat cap. Ở đây chúng ta nhìn thấy 4 tụ lọc nguồn có tổng dung lượng là 72.000 microfarad của hãng Rubicon. Thì cái tụ lọc nguồn này ấy, bên cạnh đây chúng ta nhìn thấy 2 diode chịu dòng lớn để làm nhiệm vụ là cung cấp nguồn cho phần khuếch đại công suất. Bên đây thì chúng ta nhìn thấy có 4 tụ lọc nguồn tổng dung lượng là lên 13.200 microfarad dành cho phần tiền khuếch đại công suất. Và tiền khuếch đại công suất này ấy, chúng ta nhìn thấy là khuếch đại tín hiệu đầu vào đều được sử dụng là mạch độc quyền phản hồi class A độc quyền của AudioFly đóng kín trong một hộp. Và lúc mà sửa chữa thì thường là chúng tôi sẽ order nguyên cái cụm này chứ không có mở ra để mà sửa chữa được, bởi vì nó đóng kín và đổi keo epoxy. Chúng ta nhìn thấy những tụ lọc nguồn và đã cũng nhìn thấy những IC của nắp nguồn đều được gắn trên các tấm tỏa nhiệt, đảm bảo cho việc là ổn định về nhiệt, không làm biến đổi điện áp khi mà nhiệt tăng cao, giữ ổn định cái điện áp đầu vào cho cung cấp cho mạch tiền khuếch đại. Và đây là chiếc áp ALPS Blue có gắn motor để vấn đề là điều khiển từ xa. Bên đây chúng ta nhìn thấy một cái tấm panel bỏ không. Thực ra ấy, thì AudioFly 3S còn có một chức năng option, tức là có một cái option mở rộng để cho quý vị nào có nhu cầu thì đặt hàng. Đó là thứ nhất là có thể order cái bo phono dành cho đầu đĩa than, có thể là bo phono đấy là MC hoặc MM tùy chọn. Hoặc quý vị nào có nhu cầu mà nghe nhạc số thì có thể order, tức là đặt hàng một cái bo DAC, giải mã bo DAC này đấy thì giao tiếp là USB dùng để là nghe nhạc số, và nó có thể xử lý được là file nhạc từ 24 bit đến 192 kHz. Thì đây là một cái lựa chọn dành cho cái phân khúc mà những ai có cái nhu cầu về công suất phù hợp với một phòng nhỏ, cũng như là có một cái nhu cầu nghe nhạc, thưởng thức nhạc cho mình ở những cái không gian mà nhỏ, không cần công suất lớn. Mời quý vị, tôi còn nói thêm, ở đây chúng ta nhìn thấy phần công suất thì cũng được gắn trên một cái tấm tỏa nhiệt rất là lớn, và mỗi một kênh là sử dụng một cặp transistor BCT có mã là MZL1302A và MZL3281A. Thì mỗi một kênh chỉ có một cặp này thôi, nhưng mà cho ra công suất là 100W ở 8 ohm, hoặc là loa 4 ohm thì sẽ là 160W. Thì với những công suất như thế thì tôi nghĩ rằng là rất là thừa sức để ghép với lại nhiều cặp loa có độ nhạy từ 86dB trở lên. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau khám phá những linh kiện cũng như thiết kế để làm nên sản phẩm 3S của AudioFly. Với âm ly integrated này thì tôi nghĩ rằng sẽ phù hợp với rất nhiều quý vị. Bởi thứ nhất về tài chính, thứ hai về công suất, thứ ba nữa là các tính năng. Thưa quý vị, cũng nhân video này chúng tôi tâm sự mục đích làm những video khám phá thiết bị âm thanh và âm thanh cao cấp đều với một mục đích là truyền tải
và cũng như là chia sẻ với quý vị những thiết bị âm thanh mà chúng tôi nhập khẩu, cũng như là linh kiện lắp ráp, cũng như thiết kế chất lượng linh kiện để làm nên sản phẩm đấy. Chỉ với một mong muốn là quý vị có một cái nhìn thực tế hơn, trung thực hơn đối với tất cả những thiết bị âm thanh. Và với video của chúng tôi không mang mục đích quảng bá thương hiệu, chỉ với một mục đích duy nhất là chia sẻ và cùng nhau trải nghiệm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.